Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh về vấn đề Ukraine, đa phần các quốc gia ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối các hành động khiến tình hình leo thang lịch sử cho thấy rằng các cuộc xung đột cuối cùng phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán nhà lãnh đạo bắc kinh nêu rõ trung quốc đã công bố một tài liệu về lập trường của mình đối với cuộc khủng hoảng ukraine ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và bác bỏ tâm lý chiến tranh lạnh cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương về phần mình tổng thống putin khẳng định moscow đánh giá cao bắc kinh luôn duy trì lập trường khách quan và cân bằng trong nhiều vấn đề lớn của quốc tế nga đã nghiên cứu kỹ lập trường của trung quốc về giải pháp chính trị cho vấn đề ukraine và sẵn sàng đàm phán vì hòa bình nga hoan nghênh trung quốc đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc trong năm 2023.